Trong tế bào luôn diễn ra tất cả các hoạt động trao đổi chất, trao đổi năng lượng giữa môi trường bên trong và môi trường bên ngoài. Vậy thì quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng chúng diễn ra như thế nào và chúng thực hiện ra sao? Thầy mời các em cùng tìm hiểu qua một chương 3, chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào. Bài 13, khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất. Ở bài này các em sẽ tìm hiểu về hai mục lớn. Mục lớn thứ nhất là năng lượng và chỉ các dạng năng lượng trong tế bào, gồm có khái niệm về năng lượng, các dạng năng lượng trong tế bào, ATP, đồng tiền, năng lượng của tế bào. Ở phần này các em tìm hiểu về hai mục nhỏ, đó là cấu trúc và vai trò. Mục lớn thứ hai đó là tìm hiểu về chuyển hóa vật chất trong tế bào. Thì mời các em tìm hiểu qua phần một la mã năng lượng và các dạng năng lượng trong tế bào. Một, khái niệm về năng lượng. Với từ năng lượng này, chúng ta thường rất gặp nhiều ở trong đời sống và cũng có nhiều ở trong các môn học, đặc biệt là môn vật lý. Vậy thì năng lượng là gì? Năng lượng là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công. Vậy thì trong tự nhiên nó có những dạng năng lượng nào? Các em biết là trong tự nhiên này có những dạng năng lượng như là năng lượng mặt trời, năng lượng nước hoặc năng lượng gió. Vậy thì năng lượng chúng tồn tại ở những trạng thái nào? Đó là ở hai trạng thái, thế năng và động năng. Vậy thế năng là dạng năng lượng gì và động năng là dạng năng lượng gì? Thế năng là dạng năng lượng dự trữ, tiềm ẩn, có khả năng sinh công và không bộc lộ tác dụng. Chúng ta xem bên hình, ta thấy được rằng dây cung được kéo căng, nhưng mà người đàn ông này chưa thả dây cung, nghĩa là năng lượng này có khả năng tiềm ẩn, là dạng năng lượng dự trữ và có khả năng sinh công. Còn động năng là dạng năng lượng đã sẵn sàng sinh công. Trong trường hợp khi thả dây cung thì rõ ràng cung tên sẽ bay vào đến điểm đích và lúc này nó đã thực hiện được một công, nghĩa là đây chính là dạng năng lượng ở dạng động năng, là năng lượng đã sẵn sàng sinh công. Năng lượng chúng cũng không tự sinh ra và cũng không tự mất đi, mà chúng sẽ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Thì chuyển hóa năng lượng cũng là sự chuyển đổi qua lại giữa các dạng năng lượng. Thế năng chuyển hóa thành động năng và ngược lại, động năng sẽ chuyển hóa thành thế năng. Vậy thì trong tế bào, năng lượng tồn tại ở những trạng thái nào? Trong tế bào thì tồn tại ở các trạng thái này: nhiệt năng. Nhiệt năng thì giúp giữ nhiệt độ ổn định cho cơ thể, cho tế bào. Tuy nhiên nhiệt năng lại không có khả năng sinh công. Thứ hai là điện năng. Điện năng được hình thành là do cái sự chênh lệch về nồng độ giữa các cái ion trái dấu ở hai phía của màng tế bào và tạo ra chênh lệch về điện thế và sinh ra điện năng. Và hóa năng chính là cái năng lượng chủ yếu có trong tế bào. Thế năng là năng lượng mà tiềm ẩn trong các cái phân liên kết hóa học của các hợp chất hữu cơ, chẳng hạn như là glucid, lipid, protein, vân vân, đặc biệt là trong ATP. Thì mời các em theo dõi trên màn hình các ví dụ và cho thầy biết là ở các hình ảnh trên thể hiện ở dạng năng lượng nào trong tế bào: hình A, hình B và hình C. Hình A là thể hiện dạng năng lượng ở dạng nhiệt năng, hình B là điện năng và chính hình C chính là hóa năng. Các em tìm hiểu qua vòng mục 3 nhỏ ATP, đồng tiền năng lượng của tế bào, gồm hai mục đó là cấu trúc và chức năng. Các em theo dõi trên màn hình hình ảnh như trên. Các em cũng có thể theo dõi cái hình 13.1, cấu trúc của phân tử ATP, trang 54 sách giáo khoa. Và hãy cho thầy biết, thứ nhất là ATP là tên viết tắt của hợp chất nào, thứ hai chúng được cấu trúc như thế nào và cuối cùng chức năng của ATP là gì. Như vậy qua theo dõi trên hình ảnh cho thấy là ATP là tên viết tắt của các hợp chất adenosine triphosphate. Đây là một hợp chất cao năng
và được xem như là một đồng tiền năng lượng trong tế bào. Chúng được cấu trúc trong một phân tử như vậy thì có gồm có 3 thành phần chính. Rồi các em nhìn lên hoàn hình nào. Gồm có thứ nhất là bazơ nitơ. Bazơ nitơ này là bazơ adenin, đường ribozơ. Đường ribozơ này sẽ liên kết với 3 góc phosphat. Và các em để ý hai cái góc phosphat ở ngoài cùng này. Hai cái liên kết này là kém bền vì chúng mang điện tích là âm cùng dấu, nên có xu hướng là chúng sẽ bị đẩy ra và làm cho liên kết này dễ bị phá vỡ. Và khi mà phá vỡ như vậy thì chúng sẽ giải phóng ra một cái năng lượng. Các em đã theo dõi cái hình 13.1 trang 54 sách giáo khoa cùng với cái sự giải thích chi tiết về cái cấu trúc của cái ATP. Giờ chúng ta hãy hoàn thành các nội dung ở ba cái cột này. Thứ nhất là ATP là tên viết tắt của hợp chất nào? ATP là tên viết tắt của hợp chất hữu cơ adenosine triphosphate. Về mặt cấu trúc của ATP thì gồm có 3 thành phần chính, đó là bazơ nitơ adenin, đường ribozơ, 3 nhóm phosphate. Liên kết giữa hai nhóm phosphate cuối cùng là liên kết cao năng và dễ bị phá vỡ để giải phóng ra năng lượng. Chức năng của ATP trong tế bào. Vì chức năng của nó là cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống trong tế bào. Thứ nhất là tổng hợp nên các chất hóa học cần thiết cho tế bào. Thứ hai là vận chuyển các chất qua màng, đặc biệt là vận chuyển chủ động. Vận chuyển chủ động tiêu tốn rất là nhiều năng lượng. Hãy lấy ví dụ, tế bào thận của người cần sử dụng gần như tới 80% lượng ATP được tế bào sản sinh để vận chuyển các chất qua màng và lọc máu. Cuối cùng là nó sinh công cơ học như là co cơ tim hay là cơ xương. Sự co cơ của tế bào tim cũng như là cơ xương tiêu tốn một phần lớn năng lượng khổng lồ. Ví dụ như khi các em kéo rê một vật hay nâng đỡ một vật thì chúng ta cũng cần một năng lượng khá là lớn. Vì sao ATP lại được coi là đồng tiền năng lượng của tế bào? Bởi vì ATP thì liên tục được tiêu dùng vào các hoạt động sống cần năng lượng của tế bào. Sau đó lại được liên tục tái tạo ở trong tế thể nhờ nhận năng lượng từ quá trình dị hóa. Có nghĩa là trong quá trình hô hấp sẽ có trình phân giải, oxy hóa các chất hữu cơ sẽ sản sinh ra năng lượng để tái tạo lại cái lượng mà ATP đã được tế bào sử dụng vào các hoạt động tổng hợp các chất. Chính vì điểm đó, người ta gọi ATP được coi là đồng tiền năng lượng. Các em tìm hiểu qua 1-2 lăng mã chuyển hóa vật chất, một khái niệm. Thức ăn có năng lượng hay không? Và thức ăn được biến đổi như thế nào trong cơ thể của chúng ta? Các em thân mến, thức ăn thì chứa chất dinh dưỡng. Thầy ví dụ chẳng hạn như là thịt nè, trứng, cá, sữa thì chứa là protein. Vậy protein sau khi đi vào trong cơ thể chúng sẽ được tiêu hóa như thế nào? Protein trong thức ăn, trứng, thịt, cá, sữa đi vào trong cơ thể sẽ được phân giải nhờ enzyme proteasa phân giải thành acid amin. Acid amin sẽ được hấp thu vào trong máu qua màng ruột non của cơ thể. Một phần thì chúng sẽ được tái tạo để tái sinh lại, tổng hợp lại protein, xây dựng nên cấu trúc của cơ thể. Một phần thì chúng sẽ được phân giải oxy hóa để cung cấp năng lượng cho hoạt động sống và dự trữ cái năng lượng đó. Và chúng ta thấy là quá trình chuyển hóa các chất là trải qua tất cả những các quá trình biến đổi thông qua các phản ứng hóa sinh nhờ enzyme xúc tác, đúng không nào? Và sau khi đi vào trong cơ thể thì nó sẽ chuyển hóa thành hai dạng. Một phần thì tổng hợp nên, ví dụ chẳng hạn như acid amin đi vào trong máu thì chúng lại tổng hợp lại protein để xây dựng cấu trúc cơ thể. Thì quá trình này người ta gọi là quá trình đồng hóa. Là một phần lại protein này được tổng hợp lại lại là gì? Đem ra để mà oxy hóa. Để làm gì ạ? Để phân giải các chất. Phân giải thì cung cấp năng lượng cho hoạt động sống. Và thì chúng ta thấy là quá trình chuyển hóa các chất
Nó gồm hai quá trình, đó là đồng hóa và dị hóa. Qua có ví dụ về chuyển hóa protein ở trên, chúng ta có thể rút ra được cái khái niệm thế nào là chuyển hóa vật chất. Chuyển hóa vật chất là tập hợp các phản ứng sinh hóa mà xảy ra ở bên trong tế bào, gọi là quá trình chuyển hóa vật chất. Nó gồm có hai mặt, đó là đồng hóa và dị hóa. Đồng hóa là gì? Đồng hóa là tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp từ những chất đơn giản, và quá trình này là tích lũy ra năng lượng. Còn dị hóa là quá trình phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành những chất đơn giản, quá trình này giải phóng ra năng lượng. Hai quá trình đồng hóa và dị hóa này có mối quan hệ như thế nào? Thì mời các em theo dõi trên màn hình. Các em có thể thấy được rằng quá trình dị hóa phân giải các chất hữu cơ phức tạp để tạo thành các chất hữu cơ đơn giản. Trong quá trình này nó sẽ cung cấp, đúng không, giải phóng ra năng lượng. Năng lượng ATP này sẽ được sử dụng trong quá trình đồng hóa tổng hợp lại các chất. Như vậy thì dị hóa thì cung cấp năng lượng cho đồng hóa, còn đồng hóa là cung cấp nguyên liệu cho dị hóa. Hai quá trình đồng hóa và dị hóa nó có một mối quan hệ rất là mật thiết và chặt chẽ và tồn tại song song với nhau. Chuyển hóa vật chất trong tế bào có vai trò gì? Các em tìm hiểu qua một khái nhỏ vai trò của chuyển hóa vật chất. Có thể nói nhờ quá trình chuyển hóa vật chất mà tế bào nó thực hiện được các đặc tính đặc trưng khác nhau của sự sống, như là có khả năng sinh trưởng, cảm ứng và sinh sản, vận động, vân vân. Thứ hai có thể nói là chuyển hóa vật chất luôn kèm theo chuyển hóa năng lượng, và năng lượng này chính là cái năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của tế bào. Và chúng ta đi qua phần củng cố. Điều gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta ăn quá nhiều mà lại ít vận động, và ngược lại nếu ăn ít mà lao động quá nhiều thì kết quả cơ thể chúng ta như thế nào? Hãy theo dõi trên màn hình. Nếu chúng ta ăn quá nhiều vận động ít sẽ dẫn đến tình trạng béo phì bởi vì dư thừa năng lượng. Trong các khẩu phần chế độ ăn uống của chúng ta, nếu mà chúng ta ăn quá nhiều, không, thì dẫn đến là thừa cân, béo phì, dẫn đến là tiểu đường type 2. Còn nếu mà chúng ta ăn thiếu chất dinh dưỡng thì dẫn đến là chất này dễ bị suy dinh dưỡng, thiếu năng lượng, dẫn đến uể oải và làm việc kém hiệu quả. Như vậy thì trong cái chế độ thức ăn, các khẩu phần ăn hàng ngày, chúng ta có cần cân đối về thành phần dinh dưỡng, hàm lượng dinh dưỡng, về cái tỷ lệ các cái chất dinh dưỡng cung cấp trong các bữa ăn hàng ngày, phải một cách cân đối để chúng ta có một cái cơ thể khỏe mạnh để vượt qua cái đại dịch Covid này. Sau đây thầy sẽ có một vài câu hỏi trắc nghiệm để giúp các em ôn tập củng cố lại cái nội dung bài học ngày hôm nay. Câu hỏi số 1. Dạng năng lượng nào chủ yếu của tế bào? A. Điện năng, B. Nhiệt năng, C. Hóa năng và D. là thế năng. Ở cái phần một đầu tiên, thầy có trình bày dạng năng lượng chủ yếu trong tế bào là dạng hóa năng. Câu số 2. Hợp chất nào được ví như đồng tiền năng lượng của tế bào? Chúng ta có 4 đáp án. Thì trong 4 hợp chất này, hợp chất được ví như đồng tiền năng lượng đó là ATP. Câu số 3. Thành phần hóa học của ATP là? Có 4 đáp án. Thành phần hóa học của ATP là gồm 3 sợi nitơ alanin, đường ribose và 3 nhóm phốt phát. Như vậy ở câu này đáp án đúng là đáp án D. Các em tìm hiểu qua câu số 4. Chuyển hóa năng lượng là gì? Chúng ta có 4 đáp án.
phần chuyển hóa năng lượng. Các em còn nhớ khái niệm chuyển hóa năng lượng là tập hợp các phản ứng hóa sinh diễn ra trong tế bào. Đáp án đúng là ở đó. Các em thân mến, như vậy thầy trò chúng ta đã tìm hiểu xong bài 13 khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất. Sau khi tìm hiểu xong bài này, các em phải về chép lại nội dung bài học vào trong tập, trả lời các câu hỏi trong một bài tập, các câu hỏi trắc nghiệm và chuẩn bị bài 14 enzyme và vai trò của enzyme trong quá trình chuyển hóa vật chất. Mến chào các em, chúc các em tiến bộ và thành công.